Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Quyên làm cái video này thì chỉ là để giải đáp thắc mắc của cả nhà thôi, chứ không có làm vlog ăn uống hay là giống như những cái video hàng ngày Quyên đăng tải trên kênh quê tôi. Tại vì từ hồi Quyên về Việt Nam tới giờ, cô chú anh chị hỏi rất là nhiều những cái câu hỏi giống như là: Quyên tại sao về Việt Nam lâu, ở lâu, rồi khi nào có dự định về Hàn Quốc, giữa Quyên và Huynh có chuyện gì không, rồi Quyên và Huynh ly dị hả, rồi những cái câu hỏi liên quan tới cái vấn đề cá nhân của Quyên và Huynh thôi. Thì đa số là những cái câu hỏi đó, thì Quyên có nói với cả nhà là mình sẽ làm một cái video để trả lời hết tất cả các thắc mắc của cả nhà. Còn những anh chị cô chú mà thường chỉ thích xem những cái vlog của Quyên với lại những cái video ăn uống, thì cả nhà đợi ít bữa Quyên sẽ đăng những cái video vlog và video ăn uống nha. Hôm nay thì Quyên chỉ làm một cái video để giải đáp thắc mắc của mọi người thôi. Quyên chần chừ tới hôm nay mới trả lời những cái câu hỏi này á, là tại vì anh Huân cả nhà, trong những tháng gần đây anh đang làm game, và cái giai đoạn cuối của việc hoàn thành game rồi chuẩn bị mở, bây giờ anh đã mở game được một khoảng thời gian rồi đó, nên là Quyên không muốn là làm những cái video này để trả lời, rồi nhiều khi ảnh đọc những cái bình luận hoặc là ảnh sẽ bị sốc, là sẽ ảnh hưởng tới ảnh, rồi làm game không có thành công đó. Thì thành thử ra đến hôm nay mình mới làm cái video này, khi thấy cái video anh vừa up thì mình nghĩ là anh đã sẵn sàng. Thì câu hỏi thứ nhất là cả nhà hỏi là hiện tại là bây giờ mẹ chồng của Quyên như thế nào, rồi bà nội chồng như thế nào, gia đình ở Hàn Quốc như thế nào á. Thì cả nhà cũng biết hôm Tết á, Quyên về Việt Nam vì nội mình mất. Thì sau khi Quyên về Việt Nam thì ở bên Hàn Quốc, cha với anh Hun đã đưa nội với mẹ vào bệnh viện. Nội thì vào bệnh viện dưỡng lão, mẹ thì vào bệnh viện chuyên chăm sóc người bị Alzheimer, mất trí nhớ. Hiện tại tình hình của mẹ diễn biến xấu. Lúc trước thì mẹ không có đi vệ sinh, không có tự chủ việc đi vệ sinh, tiểu tiêu rồi ăn uống cũng không có tự động ăn được á. Mọi việc mình đều phải chăm sóc á. Thì bây giờ là mẹ nằm một chỗ, mẹ không đi được luôn cả nhà. Và những cái người chăm sóc ở bệnh viện á, nói là mẹ chỉ có thể sống khoảng một năm trở lên, hơn năm à. Đó là cái đó anh Huân có nói với mình điều đó. Còn bà nội thì hiện tại ổn cả nhà. Hiện tại nội thì ổn. Cha chồng thì vẫn đi làm bình thường. Rồi đó là cái câu hỏi mà cả hỏi về nội với mẹ. Thì riêng cái ý của Quyên lúc trước anh có hỏi về cái việc đưa nội với mẹ đi vô trung tâm, vô bệnh viện, rồi bệnh viện dưỡng lão gì đó, thì mình á, thì mình không có suy nghĩ đó. Thì nhưng mà anh Huân với cha là người quyết định cuối cùng. Tại vì mình là dâu mà, mình đâu có thể nào mà quyết định được những cái chuyện lớn lao như vậy. Rồi câu hỏi thứ hai là cả nhà hỏi Quyên với anh Huân này, có nhiều người nói là Quyên với anh Huân ly dị rồi, hoặc là Quyên Huân ly dị chưa đó. Thì hôm nay Quyên trả lời với cả nhà luôn là Quyên với Huân chưa ly dị nha cả nhà. Rồi cả nhà hỏi là tại sao Quyên về Việt Nam ở chơi lâu, rồi khi nào có ý định quay trở về Hàn Quốc. Thì nếu mà cả nhà xem cái video của anh Huân up trên kênh Việt Hàn Couple, chắc cả nhà cũng biết một phần nguyên nhân. Cả nhà cũng đã biết là Quyên bị bệnh tâm lý, bệnh tâm thần, là rối loạn lưỡng cực, mà đã theo bác sĩ và điều trị rất là lâu rồi. Thì cái đợt sau Tết Quyên về đó, về đây thì mình mới nhận ra được là tại sao có những cái chuyện mà ngày xưa mình làm mình thấy nó như vậy, mà sao bây giờ mình đối với một sự vật sự việc nào đó mình phản ứng nó rất là lạ. Rồi mình coi lại những cái video ngày xưa, hồi đó khi mà Quyên ở Việt Nam, những cái video trước khi mình bệnh, thì cái phản ứng của mình nó khác, với rồi cái hành động mình nó khác, mọi thứ nó sao nó khác hoàn toàn bây giờ. Thế Quyên mới nhận ra được là mình không phải là mình đó. Thì khi mà ở bên Hàn Quốc thì mình không có nhận ra được đó. Khi mà về Việt Nam, Quyên tiếp xúc với những người xung quanh như cha với mẹ với anh hai chị hai với út, mọi người, cái mình nhận ra được cái điều khác biệt nó quá lớn. Thì Quyên mới nói là mình đã theo thuốc rất là lâu rồi,
Nguyên nghĩ là mình muốn ngưng thuốc để tìm lại bản thân, để mà mình xây dựng cái cuộc sống như hồi đó vậy đó. Chứ mình không muốn lúc nào mình cũng uống thuốc rồi cứ lờ đờ. Sợ lắm, rất là sợ giao tiếp luôn. Lúc nào cũng kiểu như trốn chạy với ù lì lắm. Thì mình có cái ý định đó, và cuối cùng là mình Nguyên ngưng thuốc khoảng 1 tháng mấy. Sau đó khi mà Nguyên về Hàn Quốc á, chung với anh Hôn, thì mình có nói với anh là mình đã bỏ thuốc 1 tháng mấy. Xong rồi cái cảm giác của anh Hôn khi mà biết cái tin mà Nguyên bỏ thuốc là rất là khủng khiếp luôn. Ảnh do đầu vậy nè, ảnh làm đủ trò, nhưng ảnh rất là sốt sốt ruột, ảnh rất là căng thẳng về cái việc mà Nguyên bỏ thuốc. Và ảnh khẳng định lại là trong cái thời gian mà Nguyên bỏ thuốc là bây giờ là cái thời gian mà mình ở bên Hàn đó để nói chuyện với ảnh, cái lúc mà mình nói chuyện với ảnh là mình bỏ thuốc á, là ảnh đã ngay thời điểm đó ảnh đã nói là Nguyên đã bị bệnh rồi, đang bị bệnh luôn. Và anh phản ứng rất là dữ dội, ảnh bắt mình phải uống thuốc. Cái lúc đó là mình dành 1 tiếng đồng hồ, khoảng 1 tiếng, thời gian rất là lâu luôn, để chỉ nói với anh một điều là để giải thích cho anh hiểu là bây giờ em muốn tìm lại bản thân em ngày xưa, em muốn là có một cuộc sống hoạt bát vui vẻ giống như hồi đó, chứ em không có muốn lúc nào cũng buồn bã ù lì, không có muốn giao tiếp với xã hội, sợ sệt người này sợ sệt người kia. Em không muốn vậy, em muốn tìm lại bản thân của em ngày xưa kìa đó. Thì cái hành trình này anh có đi được cùng với em không, anh có chịu bỏ thuốc với em không, anh có chịu chịu là cùng em để tìm lại chính bản thân em hồi đó không đó. Thì 1 tiếng đồng hồ Quyên chỉ giải thích cho anh, và mình đưa ra cái list mà Quyên đã lên kế hoạch. Ví dụ mình bỏ thuốc thì mình sẽ làm cái gì, tại vì những người mà bị bệnh tâm lý mình cũng có tìm hiểu là đâu có phải dễ dàng mà họ vượt qua được cái căn bệnh của họ. Căn bệnh này nó rất là đâu không có dễ dàng để mà mình vực dậy được. Thì mình đã lên sẵn một cái list là ngày đó mình làm gì làm gì làm gì, và những cái mục tiêu mình sẽ đạt được, và những cái gì nói chung là thật là rõ ràng để cho anh hiểu là Nguyên thật sự nghiêm túc, và mình muốn là mình bỏ thuốc để mình khỏe lên chứ không phải bỏ thuốc để mà bệnh trở lại đó. Mình là người có suy nghĩ rõ ràng đó, Nguyên muốn chứng minh cho anh Huân thấy điều đó. Thì sau 1 tiếng anh chấp nhận, anh nói là ok, anh ủng hộ em, anh tin em. Vui, anh Hôn chấp nhận mình bỏ thuốc là thật sự là mình vui. Tại vì á, trong đầu của anh Hôn lúc nào cũng suy nghĩ cái vấn đề này nè cả nhà. Anh suy nghĩ á, là chỉ có anh Hôn mới hiểu được mình, chỉ có anh Hôn mới là người biết bệnh tình của mình, và chỉ có anh Hôn và bác sĩ ở Hàn Quốc mới chữa được căn bệnh của mình thôi. Và suốt thời gian Nguyên ở Hàn Quốc là anh Hôn á, ảnh lúc nào anh cũng nói là chỉ có ảnh biết thôi, chỉ có ảnh mới chữa được thôi, chỉ có ảnh mới hiểu mình thôi, và chỉ có ảnh mới mang lại mình trở lại như ngày xưa thôi. Lúc nào anh cũng nói vậy. Và đến khi Nguyên cũng nghĩ điều đó là đúng luôn. Đến khi mà mình về Việt Nam, mình mới nhờ những cái lúc mà mình tỉnh lại, mình nhớ mình khỏe lên á, thì mình thấy họ không sao, không phải mình ta đó. Chính vì vậy mà mình mới có cái động lực, mình mới có cái quyết định bỏ thuốc. Chứ thật sự nếu mà không có chuyến về Việt Nam sau khi nội Nguyên mất vì Covid thì có lẽ là mình cũng uống thuốc ở Hàn Quốc tới bây giờ luôn. Thì bây giờ mình nói với ảnh vậy, anh chấp nhận mình rất là vui luôn. Nhưng mà cuối cùng chiều lại, ảnh điện thoại mẹ, ảnh cự mẹ Nguyên. Anh nói mẹ chứ tại sao mẹ không có cho Nguyên uống thuốc, tại sao mẹ để Nguyên bỏ thuốc 1 tháng mấy trời. Con kiểm tra thuốc là bây giờ còn rất là nhiều thuốc luôn, trong khi bệnh viện đã yêu cầu là mình đi tái khám rồi mà thuốc vẫn còn rất là nhiều đó. La trách mẹ Nguyên. Thì khi mà Nguyên nghe được điều đó mình rất là buồn luôn. Tại vì sao? Tại ảnh mới nói tin mình, ảnh mới nói cùng mình đi con đường này, hành trình này, tìm lại bản thân gì đó, mới chịu luôn. Tối lại điện la mẹ mình đó. Thì Nguyên cũng không nói gì. Cái sau ảnh thấy anh có lỗi, cái anh điện ảnh xin lỗi mẹ do ảnh quá căng thẳng luôn. Cái rồi thôi Nguyên không có nói gì hết. Cái qua hôm sau cái anh cũng điện hỏi bác sĩ, anh hỏi bác sĩ, anh nói tình trạng của Quyên vậy đó, mình đã bỏ thuốc ở Việt Nam rồi vậy đó, rồi bác sĩ khuyên sao mình không biết, cái anh bắt mình phải uống thuốc. Anh nói là bác sĩ nói căn bệnh của em sẽ quay trở lại, bây giờ em phải uống thuốc, đem thuốc tận phòng mình luôn. Quyên không chịu uống, bởi vậy mới xảy ra cái sự
thì ảnh mới nói là ảnh sẽ gọi cho chính phủ Hàn Quốc, gọi cho hội người Việt ở Hàn Quốc, rồi gọi cho hội phụ nữ tới khuyên mình. Rồi nếu mà em không chịu thì sẽ đưa em vô bệnh viện tâm thần, chứ anh không có nuôi em nổi nữa, anh không có thể nào cứu em lần thứ hai. Ảnh nói ảnh chỉ cứu được mình lần thứ nhất thôi, ảnh không thể nào cứu mình lần thứ hai. Ảnh nói những cái điều mà làm cho Nguyên chết lặng luôn, không biết trả lời sao luôn. Ảnh cho là Nguyên sẽ phá nát nhà ảnh ở Hàn Quốc và phá nát luôn nhà ở Việt Nam nếu mà mình không chịu vô bệnh viện tâm thần. Tại vì ngay tại thời điểm đó anh nghĩ mình đã bệnh rồi, mình đang bệnh luôn. Mà mới bữa trước á, mới đêm hôm trước ảnh hứa với mình là ảnh tin mình, mà cuối cùng giờ ảnh bẻ lái một cái khiến cho Nguyên không có trở tay gì kịp luôn, không có biết nói cái gì luôn, rất là buồn luôn. Mà mình cuối cùng mình cũng không chịu uống thuốc, mình đã quyết định rồi, mình đã quyết định bỏ thuốc. Mình muốn là mình tìm lại bản thân của mình cơ, chứ mình không có muốn là cứ phụ thuộc vào thuốc hoài như vậy. Thật sự uống thuốc khiến cho mình cảm thấy khó chịu, và mình cảm thấy cái người đó không phải là mình đó. Cái tay Nguyên lúc mà uống thuốc đó, nó run bần bật, làm việc là nó run bần bật luôn. Nhưng mà bây giờ cả nhà thấy không? Rồi thì có thời gian, có một bữa, vài bữa gì đó ảnh cũng ra ngoài ảnh ngủ luôn. Ảnh giận mình hay sao ảnh ra ngoài ảnh ngủ luôn. Rồi cuối cùng ảnh về ảnh mở cửa phòng ảnh nói là ảnh đã đặt vé máy bay rồi, thứ bảy Nguyên về Việt Nam. Trong khi anh cũng không hỏi ý kiến mình hay là gì hết, ảnh tự quyết định cho mình về Việt Nam luôn. Thì lúc đó mình cảm thấy, cả nhà cảm thấy như thế nào? Lúc đó là bản thân Nguyên cảm thấy giống như là ảnh đuổi cổ mình về Việt Nam luôn vậy. Ảnh sợ hãi Nguyên á, kiểu như là ảnh nghĩ là Nguyên đã đang mắc bệnh rồi, mình sẽ phá nhà của ảnh, mình sẽ quậy phá đi đó. Rồi mọi chuyện tồi tệ sẽ xảy ra đi. Rồi ảnh nghĩ mình là gánh nặng hay sao, rồi ảnh đuổi mình về Việt Nam. Lúc đó thì Nguyên nghĩ như vậy. Bỏ rơi mình á. Không biết nói gì luôn. Khóc không? Chứ biết nói gì nữa giờ. Cả nhà nghĩ coi, ở Hàn Quốc á, Nguyên chỉ có một mình anh Nguyên thôi à. Nói là Nguyên ở nhà chồng, có mọi người yêu thương, nhưng mà cái người mà thật sự mà Nguyên có thể giao tiếp được chỉ có anh Nguyên thôi à. Mà tự nhiên giờ cái người mà mình tin tưởng nhất, mình người mình yêu thương nhất, bao nhiêu năm nay mình tin tưởng anh, mà cuối cùng anh lại hành động như vậy, anh lại làm cái điều đó với mình. Lúc đó buồn mà khóc không, chứ không biết làm gì nữa hết. Không thay đổi được anh. Thì kể từ đó là Nguyên về Việt Nam. Mà về Việt Nam rồi á, cả nhà biết chuyện gì xảy ra nữa không? Anh điện thoại cho mẹ, anh điện thoại cho cha anh hai, anh nói là Nguyên bệnh vậy đó, cả nhà phải qua cẩn thận, rồi theo dõi. Tối là mẹ phải ngủ chung với mình để mình chạy bậy, rồi mình không ngủ mình phá này nè này kia kia nọ. Rồi anh nói là phải đưa mình vô bệnh viện tâm thần từ 2 tới 3 tháng. Anh lên kế hoạch luôn, anh nói luôn. Rồi anh chuẩn bị người ở sân bay, người bảo vệ đó. Nếu mà xuống sân bay mà Nguyên có động thái này quá khích đó, là sẽ đưa mình sẵn vô bệnh viện luôn. Đó. Nên Nguyên cảm thấy là anh cái đó, những cái hành động đó anh đối xử với Nguyên hơi quá. Mình cảm thấy là khi mà mình về nên mình gặp cha mẹ, thái độ của họ khác hẳn luôn. Mình không nói được gì hết á. Không phải là không nói, mà mình có nói họ cũng không tin nữa. Mọi người tại vì nghĩ là anh Huân nói đúng không à, nghĩ theo anh Huân không à, nghĩ là anh Huân nói vậy à, chắc Nguyên bệnh trở lại rồi nè, nó nghiêm trọng vậy sao ta, sao hồi mới ở Việt Nam mới qua mấy ngày đi mà thấy còn khỏe mà sao bệnh nhanh vậy. Mẹ có nói ủa sao bệnh gì mà tiến triển gì nhanh như vậy, nhưng mà mẹ cũng nghi ngờ. Rồi nghe anh Huân nói vậy mẹ cũng phập phồng lo sợ, tối hôm đó vô ngủ chung với mình luôn. Về đó có buổi nói chuyện buổi tối lại là cả gia đình ngồi nói chuyện, thì anh Huân vẫn khăng khăng khẳng định Nguyên bệnh, đưa Nguyên về Việt Nam. Thì lúc đó mình nghĩ là anh đang đuổi mình về. Thì theo cả nhà nghĩ thì những cái hành động đó của anh, nó có phải là đuổi cổ mình về Việt Nam không, có thể là chối bỏ trách nhiệm hay là như thế nào thì cả nhà, Nguyên kể thì cả nhà có thể nhận xét được rồi đó. Thì anh vẫn khẳng định anh đúng.
tức cái nỗi mà Quyên ngồi trên cuộc nói chuyện mà mình khóc á cả nhà. Thì anh mới nói là à, Quyên bệnh rồi đó cha mẹ. Quyên bây giờ Quyên khóc, Quyên nói chuyện mà vừa nói vừa khóc là Quyên bệnh rồi. Thật sự là không biết làm sao luôn. Hỏi Quyên làm cái gì cũng quy chụp là bệnh hết. Khi ở Hàn Quốc cũng vậy. Trong cái thời gian mình chữa bệnh á, tại sao mà thuốc của Quyên lúc nào cũng nhiều, lithium 3 viên hệ thống gì, rồi những cái viên khác nữa, thì những cái viên đó thì mình không biết, nhưng mà chủ yếu là lithium điều chỉnh cảm xúc, không bao giờ là giảm được. Là tại vì hỏi bữa đó mình vui, mình có chuyện gì mình vui, mình nói với anh là thế nào anh cũng sẽ nói với bác sĩ là à, bác sĩ ơi, hôm nay Quyên nó vui vậy nè, có thể là hưng cảm, tăng động rồi này nọ. Còn cũng trong cuộc sống thì lúc nào, đâu phải lúc nào mình cũng bình thường, lúc vui lúc buồn. Thì những lúc buồn anh cũng sẽ nói với bác sĩ là à, bữa đó mình buồn như vậy đó, vậy đó. Đến khi hai vợ chồng mà có những cái vấn đề xích mích cãi nhau thôi, anh cũng nói với bác sĩ à, cãi nhau vậy đó. Thì hầu hết là những cái lần mà anh nói với bác sĩ vậy thì toàn nạp thuốc cho mình thôi, chứ không thấy giảm. Mình cũng không, tại vì á, bác sĩ sẽ tin cái người chăm sóc mình hơn là bệnh nhân, đúng không cả nhà? Tại vì bệnh nhân này đâu có nghe riêng về bệnh nhân được, người ta phải nghe cái người chăm sóc bệnh nhân để nói. Thì anh lúc nào anh cũng nói, thể bất kỳ Nguyên làm cái chuyện gì anh cũng ghi chú lại, ghi chú lại. Thì Nguyên cảm giác giống như là mình bệnh một lần, nhưng mà mình phải chứng minh cho chồng mình thấy là mình khỏe vậy đó. Suốt mình phải dành suốt cả cái khoảng thời gian còn lại để chứng minh được với chồng mình là người bình thường. Cho nên là những cái ngày mà mình buồn quá mình cũng không có buồn. Những ngày mà Quyên vui, Quyên cũng không có nói với anh là Quyên vui. Hoặc là mình thích ca hát nhiều. Lúc trước giờ thì Quyên cũng rất là khoái ca, kiểu như là ca nghiêu ngao vậy thôi à. Ngồi nhà nhiều khi mình nấu ăn, mình quay video, mình trong khi mà chưa có quay thì mình cũng ca bầm sắc ca hát. Nhưng mà không luôn, từ bỏ luôn cả nhà. Tại vì ca vậy là anh nói là Quyên bị tăng động, Quyên bị bệnh, từ bỏ luôn đó. Rồi thì tới cái việc mà ảnh đuổi Quyên về Việt Nam, xong ảnh đưa Quyên về vậy đó, thì trả lời cho câu hỏi của cả nhà là Quyên có ý định chừng nào trở về Hàn Quốc. Thì Quyên không, chưa có ý định về Hàn Quốc, mà mình cũng không biết về Hàn Quốc khi nào nữa. Trước mắt thì Quyên sẽ ở Việt Nam và điều trị. Bữa ảnh đưa mình về Việt Nam đó, bữa tối hôm đó mẹ có nói với anh Huân là con với Quyên á, là coi hai vợ chồng suy nghĩ lại về cái mối quan hệ của mình, rồi suy nghĩ kỹ nha con. Thì ảnh mới nói với mẹ Quyên một câu mà khiến mẹ Quyên sững sờ, và hiện tại tới bây giờ mẹ cũng còn rất là buồn. Thì ảnh nói là cha chồng của Quyên á, tức là cha của ảnh á, cha không có chấp nhận Quyên nữa. Thì mẹ cũng chỉ mới vừa nói cho mình biết cái câu này gần đây, thời gian gần đây thôi, chứ lúc trước mẹ không nói. Tại vì lúc đó là về mẹ nghĩ là mình bị sốc tâm lý rồi, mình buồn, có khóc nhiều mà, nên là không có nói những cái chuyện này. Thì mẹ cũng mới vừa nói đây thôi. Thì khi mà mẹ nghe câu đó là mẹ buồn, mẹ khuyên hai vợ chồng vậy, nhưng mà bị anh Huân nói vậy thì mẹ rất là buồn. Và mẹ suy nghĩ là hồi đó giờ khi mà Quyên về nhà chồng, mình chưa làm cái điều gì sai trái với nội, với mẹ, với cha cả. Lúc nào mình cũng kính trọng và mình lo hết mực luôn với gia đình chồng. Thật sự là Quyên lo hết mực luôn. Nhưng mà nói một cái câu đó thì khiến cho mẹ buồn. Và mẹ nói với Quyên là mình cũng không tin được điều đó luôn cả nhà. Thật sự khi mình nghe mình không tin được điều đó. Tại vì mình thấy mình không có lỗi về với cha hết chứ. Mình không có làm xích mích cha một cái gì hết á, mà cha lại nói cái câu đó với mình. Thì cả nhà nghĩ là Quyên có nên trở về Hàn Quốc nữa hay không? Mình thương mẹ, mình thương nội. Quyên chăm sóc nội, chăm sóc mẹ. Mà bây giờ nội với mẹ cũng ở bệnh viện rồi. Nội thì ở bệnh viện dưỡng lão, mẹ thì ở bệnh viện trị cho người Alzheimer. Nhà còn một mình cha và anh Huân á. Và mọi chuyện xảy ra với Quyên vậy. Thì câu hỏi mà mọi người hỏi Quyên là có về Hàn Quốc hay không thì Quyên chưa trả lời được nha cả nhà. Từ hồi mà Quyên về Việt Nam 3 tháng rưỡi tới nay thì mình bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của mình. Quyên đúng theo cái ý mà mình đã đưa ra từ đầu là
từ lúc mà Nguyên muốn bỏ thuốc, từ lần đầu mà cả nhà uống thuốc hoài hoài hoài, bây giờ cả nhà bỏ là nó gung tay lắm nha, sợ lắm đó. Thì Nguyên đã lên kế hoạch, thì mình làm theo cái kế hoạch đó tới nay luôn. Tức là Nguyên ghi ra một ngày đó mình làm cái gì, mình làm cái gì, rồi mình không có được trì hoãn, không có được ù lì. Tại vì căn bệnh này lúc nào nó cũng khiến mình phải trì hoãn, sợ giao tiếp xã hội, sợ tất cả mọi thứ, rất là dở luôn nha. Cái bệnh này rất là kỳ á, cho nên là mình rất là sợ mình sẽ bị lại căn bệnh này, nó kéo mình xuống đó. Thì lên kế hoạch hết rõ ràng, sáng là mình đi tập thể dục mấy giờ, ăn cái gì, uống cái gì, quay video làm sao, upload cho cả nhà làm sao, hoạt động làm sao. Thì theo cả nhà cũng đã coi trên kênh thì cả nhà đều thấy là cái kết quả như này. Trong suốt khoảng 3 tháng rưỡi về đây bỏ thuốc, cùng với 1 tháng rưỡi gì bỏ thuốc trước đó nữa, là thôi mình tính là 4 tháng rưỡi đi ha. Thì cả nhà đều bình luận là sao Nguyên nó có thay đổi khi mà về Việt Nam, sao thấy nó vui vẻ giống như hồi đó. Rồi tay không run luôn, là cha là người phát hiện đầu tiên là tay Nguyên hết run luôn. Rồi, có nhiều cái nó cho mình thấy cái kết quả mà sau khi Nguyên bỏ thuốc là nó theo chiều hướng tốt lắm, thật sự tốt luôn. Nguyên cũng cảm thấy là đầu óc mình minh mẫn hơn, mình vui vẻ hơn, mình tự tin hơn khi giao tiếp xã hội, mình gặp bạn bè của mình đi chơi với bạn nè. Còn hồi đó khi mà về Việt Nam rất là sợ nha, rất là sợ gặp bạn, mình có những đứa bạn thân nó nhắn tin cho mình, nó lo lắng cho mình, nhưng mà mình không trả lời lại, tại vì rất là sợ, không biết cái nỗi sợ là sợ cái gì luôn. Mà hồi đó không có, mà tự nhiên bệnh vô cái bị, nó rất là kỳ. Thì bây giờ mọi thứ là thấy là khá là ổn, cha nói là Nguyên hầu như là gần bình phục như hồi xưa cỡ 80-90%, gần như hoàn toàn á cả nhà. Thì cha rất là vui luôn, mà Nguyên không có uống thuốc luôn á, chỉ có uống thuốc ung thư thôi, bên tuyến giáp là hóc môn á. Thì cái đợt mà anh Huân bút giá cho Nguyên về Việt Nam đó, thì là khi mà về hàng mình cũng có đi khám rồi, mà biết sao không, ảnh biết mình bỏ thuốc, ảnh sợ hãi quá là mình đi khám mình chưa có lấy kết quả và chưa có lấy thuốc, chỉ còn khoảng một tuần nữa là tới lịch là lấy kết quả lấy thuốc thôi. Xong rồi ảnh bút giá cho mình về luôn, không có đợi lấy thuốc luôn, không đợi lấy thuốc bên ung thư tuyến giáp luôn, ảnh gấp rút tới nỗi đó đó, không có đợi luôn. Nên là khi mà mẹ biết cái chuyện á, mẹ biết cái chuyện mà ảnh tự ý đưa mình về vậy đó, thì không có lấy luôn cái thuốc phần bên ung thư, thì mẹ giận, mẹ cũng hơi giận anh Huân cái chuyện đó nữa cả nhà. Thì không sao, có gì thì mình sẽ chỉ ở bên hàng Việt Nam thôi. Rồi vậy là trả lời câu hỏi đó cho cả nhà nha. Mọi chuyện đã cũng xảy ra hơn 3 tháng nay rồi, cho nên là đối với Nguyên bây giờ cũng không còn giận hờn gì anh nói đâu cả nhà. Bản thân Nguyên thì nhìn nhận sự việc bây giờ theo một cái chiều hướng khác, không còn buồn bã hay là buồn thì không phải nói là không còn thì không phải, nhưng mà mình không phải là hỏi cái mình khóc giống như hồi đó nữa, tại vì mọi chuyện cũng đã xảy ra cũng khá là lâu rồi. Thì trên cái video ảnh có nói là ảnh sẽ về Việt Nam và xin lỗi mình. Chuyện ảnh đuổi mình về Việt Nam 3 tháng trước, 3 tháng sau ảnh về ảnh xin lỗi. Thì Nguyên mới suy nghĩ là có phải là trong 3 tháng này anh đang suy nghĩ là coi em có thật sự phát bệnh hay không, hay hiện sao mà anh không xin lỗi sớm hơn mà đến hôm nay anh mới xin lỗi, đến hôm nay anh mới về. Thì trong đầu Nguyên suy nghĩ điều đó. Rồi tiếp theo là Nguyên sẽ nói với cả nhà về cái chuyện mà game của anh Huân. Cả nhà hay hỏi là anh Huân làm game là làm game gì, rồi sao á. Anh Huân nói với cả nhà là anh Huân làm game thua lỗ rồi đó. Là anh Huân nói chứ mới đầu Nguyên cũng chưa từng suy nghĩ là sẽ chia sẻ với cả nhà về cái vấn đề tiền bạc, về cái vấn đề mà làm ăn của anh Huân. Tại vì trước giờ luôn, mình luôn luôn là giữ cái lòng tự trọng, cái tự tôn của một người đàn ông, không bao giờ mình nói với ai khác về cái chuyện này. Nhưng mà tại vì anh thấy anh có lỗi với gia đình rồi anh nói. Thì trước dịch Covid là Nguyên tự phát hiện nha, chứ anh không có nói nha, anh chưa từng ngồi xuống và anh nói về việc thua lỗ game nha. Là anh bữa đó là Nguyên có thấy trong cái tài khoản của anh
sao nó âm tiền. Thì mới hỏi, ủa sao thắc mắc kỳ ta, cái hỏi ảnh là hỏi hoài luôn, ổng mới động giấu, ổng giấu ông trả lời, cái gặn hỏi hoài luôn, cuối cùng ổng giấu được nữa và ông trả lời luôn. Ông nói là ổng làm game Sky Fighter 2 bắn máy bay á, đợt đó mình cũng có chia sẻ với cả nhà là thua lỗ và nợ ngân hàng một số tiền bao nhiêu đó đó. Thì Nguyên quá sốc cả nhà, đối với mình cái số tiền đó quá lớn mà anh không tự nói, mở game cũng rất là, mở game xong cũng rất là lâu mà tại sao anh giấu tới bây giờ. Game thất bại Nguyên đã biết nhưng mà nợ tiền đồ này nọ mình không biết. Với lại là đầu tư hết cái khoản tiền của anh có sẵn, rồi bây giờ còn nợ lại một cục nữa, đầu tư tiền tỷ tỷ mà bây giờ là nợ lại, cả nhà nghĩ con số nó lớn không? Thì sốc. Thì anh nói là mình có nằm 3 ngày luôn á, là cái sốc nó tới nổi bất ngờ quá. Nếu mà ảnh tự ảnh ngồi xuống ảnh nói với mình luôn á thì mình cũng không tới nổi đó đâu. Nhưng mà cái này tự Nguyên phát hiện ra thì Nguyên rất là sốc nha. Trước giờ khi mà cưới nhau, Nguyên không có kiểm tra tiền của anh trong tài khoản có bao nhiêu. Anh chỉ nói mình con số đó thôi. Rồi á, tại vì anh là mở công ty để anh làm game, anh làm chung với những cái người mà lập trình khác của anh, thì mình nghĩ là để thành lập có một cái công ty vậy thì anh cần có tiền của anh để anh hoạt động, tiền của anh mình không có đụng vô. Còn Nguyên thì sử dụng tiền YouTube mình làm, mình có, mình lấy mình chữa bệnh, hàng tháng Nguyên đi chữa bệnh, tiền bạc là toàn hoàn toàn tiền YouTube luôn và tiền của mình, kể cả tiền sinh hoạt luôn, tiền sinh hoạt hàng tháng. Thì khi biết cái chuyện đó là Nguyên quá bất ngờ. Khi mà bà nội biết cái chuyện này á cả nhà, bà nội mới giận anh Huân và kêu anh Huân là phải xin lỗi mình á. Qua 3 ngày mình buồn bã, mình thất vọng gì đó, thì anh Huân mới quyết tâm là anh Huân muốn làm lại. Anh lấy hồ sơ để đi làm trong công trình, kiểu như là đi làm ở trong công ty làm công nhân á, rồi hoặc là chạy gáp. Ông làm hồ sơ được sẵn hết luôn. Thì Nguyên mới nói là Nguyên suy nghĩ cặn kẽ, mình mới nói anh là người có năng lực, thì bây giờ em muốn là anh sử dụng cái năng lực của anh, những cái kinh nghiệm của anh để anh tiếp tục anh làm game, còn những cái chuyện còn lại nợ nần á thì mình cùng nhau trả. Sau đó thì hậu phương thì có em lo, còn anh chỉ tập trung cái việc làm game tiếp theo của anh đi. Tại vì anh Huân á, ảnh rất là đam mê game, những cái lúc mà làm game mà căng thẳng á, ảnh hay chở mình tới cái công ty game ở Hàn Quốc, có những cái công ty game lớn vậy nè, rất là lớn, trời không biết bao nhiêu tầng luôn, mình không có đếm được, lớn dữ lắm, thật sự lớn luôn nha. Thì ảnh ước ao là mình chỉ có được một cái văn phòng nhỏ của cái công ty lớn đó thôi. Tại vì tới giờ ảnh mở công ty game mà ảnh không có văn phòng, ảnh chỉ làm tự do, một mình ảnh làm chủ cái công ty ảnh luôn, rồi thuê hai người khác nữa. Thì ảnh ước chỉ có một cái văn phòng nhỏ. Thì cái niềm ước ao này mình mới suy nghĩ là anh thật sự là anh nghiêm túc, anh có đam mê. Thì Nguyên mới nghĩ là bây giờ ảnh chưa thành công thì sẽ có một ngày anh Huân sẽ thành công. Tại vì anh người có năng lực, mình nghĩ vậy, mình thấy vậy. Mình là người đầu tiên đứng dậy ủng hộ anh sau cái cú ngã lần đó, và tiếp tục anh làm cái game sau thì hoàn toàn tiền là Nguyên đầu tư. Nguyên làm YouTube Nguyên có, Nguyên dành dụm, là tiền đó là Nguyên dành dụm là để là tiền sinh hoạt nè, tiền chữa bệnh nè, rồi nhiều khi ở nhà Việt Nam á là lâu lâu mình sẽ gửi về cho cha mẹ, rồi còn bao nhiêu là mình dành để cho anh làm game nè. Rồi những cái tiền mà anh đi ra ngoài đó mình cũng đưa cái thẻ, kể từ đó mình đưa thẻ cho anh luôn. Tại vì anh đi ra ngoài làm việc với người ta cũng cần có tiền, hoặc là mình bao người ta một bữa ăn, một ly cà phê, mình cũng cần có tiền đúng không? Thì mình đưa cái thẻ của mình, thẻ tiền của mình đó, hàng tháng nó sẽ vô đó, thì đưa cho anh luôn, anh sử dụng thoải mái, không có gì hết. Nguyên cảm thấy mình rất là hết lòng, mình muốn tạo ra một cái hậu phương vững chắc để cho anh chỉ tập trung vào công việc làm game. Dư thời gian thì anh quay video YouTube với mình thôi. Sau đó thì anh mở game Sweet Lab. Thì lần đó Nguyên có giới thiệu cho cả nhà nhớ không, cái game mà ship hình rồi đó.
cái game đó mở đợt đó cũng khá là ok đó nha. Nhưng mà có cái là không thành công là do nó bị lỗi. Người chơi rất là nhiều, cả nhà tải chơi rất là ủng hộ anh Huân rất là nhiều luôn á, lên top luôn mà. Nhưng mà tới cái màn số mấy đó, cái nó bị lỗi. Đầu tiên là màn số 3 nó bị lỗi, sau đó là những cái màn sâu hơn, cái bị lỗi cái người ta bỏ chơi, người ta không chơi nữa. Thành thử ra game á cũng khá là ok, nhưng mà về mặt ý tưởng là ok hết, nhưng mà về cái lỗi á, là bị lỗi, thành thử ra là người chơi bỏ không chơi, là mình cũng không kiếm được tiền về cái game đó, là thất bại lần hai. Sau đó ảnh suy sụp quá trời luôn, thì mình vẫn là người động viên anh để làm lại đó. Lên ý tưởng, anh lên ý tưởng là cái game đợt này mà ảnh đang kiếm được tiền luôn á, là đang mở game và đang bắt đầu kiếm được tiền, nhưng mà vẫn đang gặp lỗi và đang sửa lỗi cả nhà. Còn việc mà kiếm được bao nhiêu và bao xa, đi bao xa thì Nguyên chưa chưa biết, cũng đang anh đang cố gắng nói ở đây á, để cả nhà hiểu là Nguyên không phải là quen anh Huân vì tiền bạc gì hết. Ngay lúc mà hai đứa mới quen, anh cũng thử mình lần, anh cũng giả khổ giả nghèo, sơn nghèo xác, không có tiền, quen em đồ này nọ. Thì lúc đó Nguyên là sinh viên mới ra trường, chưa ra trường chứ, chưa ra trường thì mình nghĩ là mình sẽ đi làm, còn anh là công việc anh chưa thành công, anh chưa có tiền thì anh làm, sau này anh có tiền thôi đó. Cái xong một vài ngày sau anh nói mình là anh chỉ thách thức thử thách mình thôi, chứ thật sự anh có tiền, anh có bao nhiêu tiền đó. Rồi cha anh làm công chức nhà nước, mẹ anh làm công chức nhà nước, rồi có một bà nội. Rồi thật sự là khi mà Quyên nghe được cái đó là Quyên buồn, Quyên Quyên cảm thấy là ủa sao anh có thể thử thách mình vậy, không tin tưởng mình ha, rồi thử thách một người con gái vậy ha. Cái xong rồi á, là Quyên nghĩ là giữa mình và anh Huân đã kết thúc là từ lúc đó rồi á. Nhưng mà cuối cùng sau đó anh năn nỉ ỉ ôi, anh năn nỉ, anh làm nhiều trò lắm, rồi cái cuối cùng mình mới quen lại. Và tới ngày hôm nay rồi tiếp tục là xảy ra cái chuyện là anh giấu mình cái chuyện mà thua lỗ rồi này nọ đó. Nói để cả nhà hiểu là Quyên không có phải quen anh Huân vì tiền, mà là Quyên á không có sợ yêu cái người nghèo khổ đâu cả nhà, mà Quyên chỉ sợ cái người mà không có năng lực, họ không có ý chí cầu tiến thôi. Chứ một cái người mà có năng lực, có ý chí cầu tiến thì họ không thể nào nghèo hoài được, đúng không? Mình nhận thấy anh Huân á chỉ là hơi ẩu với anh mau quên, nhưng mà ảnh có quyết tâm, ảnh có đam mê, ảnh có ước mơ, và mình tin là ảnh sẽ thành công một ngày nào đó. Và Quyên hay thường nói với anh là em bây giờ em không chờ gì hết, em chỉ chờ ngày anh thành công thôi. Quyên hay động viên ảnh và mình nói câu đó đó. Sau khi mà anh thua lỗ á, Quyên chưa có một cái câu nào mắng nhiếc, miệt thị hay là khinh khi anh sử dụng tiền của vợ, rồi nói người này người kia anh Huân sử dụng tiền của vợ vậy nè, tôi phải đưa tiền cho anh Huân vậy nè. Hầu như là những cái vấn đề đó Quyên không có chia sẻ với ai hết, tại vì mình rất là sợ ảnh bị mất mặt đó. Cái lòng tự trọng của ảnh mà mất đi á, là ảnh sẽ khó làm việc lắm, rồi ảnh tự ti mặc cảm bản thân ảnh nữa. Kể cả gia đình Quyên mình cũng không nói luôn, Quyên chỉ mới vừa nói đây thôi. Thì khi mà mẹ biết, mẹ cũng rất là sốc, và mẹ biết là cái nguyên nhân tại sao mà mình bệnh tâm lý nặng như vậy. Cái thời điểm đó là khi mà Quyên trở thành cái người kiếm tiền, rồi cái người mà lo hết mọi chi phí trong gia đình, rồi chăm sóc bà nội bệnh, mẹ bệnh nặng, rồi mẹ quánh mình, cái mình cảm thấy mình bị sợ hết cả nhà. Mẹ thì yếu thôi chứ không gì hết, nhưng mà mẹ đánh mình lần cái mình sợ hãi mẹ luôn. Rồi cha lúc đó mổ phát dị địa điểm nữa đó, mọi chuyện tự nhiên nó ập tới cả nhà ơi. Bản thân mình cố gắng để mình làm cho nó tốt nhất, nhưng mà sức khỏe không cho phép, Quyên mới bị bệnh như vậy. Bởi thấy mình trước khi mà mình muốn yêu thương một người nào đó thì mình phải yêu thương bản thân mình trước, đúng không cả nhà? Tại vì khi mình khỏe mình mới lo lắng được cho cái người mà mình yêu, cái người mà mình thương. Tự nhiên cái làm quá sức rồi cái thành thử ra bệnh nằm liệt luôn. Được như ngày hôm nay là cũng thấy mừng ha cả nhà ha.
Bây giờ Quyên khỏe lên, khỏe vậy nè, mình cố gắng mình làm theo cái kế hoạch mình đề ra, tránh cái trường hợp là Quyên tái bệnh trở lại. Cái bệnh này nó cũng sẽ có thể tái lại chứ không phải là hết luôn. Cho nên là mọi việc bây giờ Quyên cũng rất là thận trọng, kể cả cái việc mà tiếp xúc với những cái năng lượng tiêu cực mình cũng rất là hạn chế cả nhà. Tại vì mình tiếp xúc với những năng lượng tiêu cực, Quyên rất là sợ là bản thân mình chịu không nổi. Có một cái như vậy, bạn lừa gạt được người ta không phải là người ta ngu, mà là niềm tin người ta đặt cho bạn quá nhiều. Cả nhà nghĩ vậy có đúng không? Trong khi mà Quyên á tin anh Hun, luôn luôn bên cạnh ảnh, động viên ảnh, dù cho lúc có tiền hay là lúc không có tiền, mình vẫn là người xung phong đầu tiên để ủng hộ ảnh, lo liệu hậu phương, thì ảnh lại không có tin tưởng mình và ảnh lừa gạt mình như vậy. Ảnh đánh mất cái lòng tin của Quyên dành cho anh rất là nhiều. Anh Hun là người tốt, nhưng mà không phải người tốt lúc nào cũng làm đúng và không có sai. Và Quyên nghĩ là cái sai của anh Hun chính là đánh mất lòng tin của vợ mình. Nãy giờ Quyên chia sẻ với cả nhà đó, những cái chuyện mà xảy ra, có lẽ là bây giờ cả nhà hỏi Quyên câu hỏi là Quyên quyết định như thế nào và mối quan hệ với Quyên và anh Hun là mình sẽ suy nghĩ gì. Thì sau mọi chuyện bây giờ chắc là mình cũng cần thêm một cái thời gian để cho quyết định mọi việc đó nha. Tại vì mình cũng vừa khỏe lại đây thôi, gần đây thôi, Quyên muốn là mình phải suy nghĩ thiệt là kỹ về cái chuyện này, nó chuyện hệ trọng mà. Đó giờ là Quyên không có thích cái kiểu mà mình đưa ra cái quyết định mà vội vàng quá, lúc mà mình nóng giận hoặc lúc mình quá buồn bã. Tại vì lúc đó thì cái suy nghĩ của mình nó sẽ không chính xác đó. Nên chắc Quyên cần một khoảng thời gian nữa để suy nghĩ về chín chắn hơn về cái mối quan hệ giữa Quyên và anh Hun. Còn sau này khi mà anh Hun có về thì với gia đình mình, với cha với mẹ thì cha mẹ vẫn xem ảnh là rể bình thường thôi, nhưng mà giữa Quyên với anh Hun thì mình cần xin thêm một tí thời gian để mà mình suy nghĩ kỹ hơn thôi. Từ lúc mà Quyên về Việt Nam á, mình gặp cô chú anh chị, những người mà xem kênh á, cô chú anh chị cũng có hỏi về Quyên tại sao mà mình ở Việt Nam lâu, khi nào có ý định trở về Hàn Quốc. Thì mình cũng có nói là à, con bỏ thuốc, bây giờ là con về Việt Nam, con nghĩ là con sẽ ở đây một khoảng thời gian lâu lâu để chữa bệnh. Thì Quyên cũng có nói với cô chú anh chị một số người mà gặp mình ở ngoài á về chuyện này. Mà cả nhà thấy hay ha, dạo này thấy Quyên khỏe hơn ha, mọi người bình luận thấy rõ rệt luôn á. Ở nhà mình ai cũng vui hết trơn á, Út vui, cha vui, mẹ vui, mọi người thấy Quyên hoạt bát á. Tại vì hồi lúc mà về á cả nhà, thấy mình cứ nằm 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 hoài mà chậm chạp, mà thấy những cái chuyện xảy ra nó phản ứng chậm lắm, chậm chậm nhịp á, mà thấy giờ thay đổi, thấy như gần gần giống như hồi xưa. Cha mẹ vui, mọi người vui, bản thân Quyên cũng rất là vui ở chuyện này. Hy vọng là mình chống tìm lại được bản thân, cái hành trình mới này sẽ có nhiều niềm vui hơn. Để còn cái gì để chia sẻ với cả nhà không, những câu hỏi gì không, thì những cái câu hỏi là chỉ liên quan với Huynh và Nguyên, thì Nguyên chỉ chia sẻ với cả nhà như đó thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Còn cái câu hỏi này nữa này, cả nhà nghĩ là anh Hu nó là ảnh lấy luôn cái kênh Việt Hàn Cấp 1 của mình, xong rồi Nguyên mới làm cái kênh quê tôi, thì không phải cả nhà ơi. Tại vì cái kênh Việt Hàn á là cái kênh mình tạo ra, xong rồi Nguyên đăng tải những cái video, cái đó là mình làm từ những ngày đầu. Sau này thì anh Hun, những cái lúc mà Nguyên bệnh thì anh Hun mới làm thôi, nhưng mà thật sự mình là cái người mà tạo kênh, người chủ kênh, thì sau này thì anh Hun mới làm thôi đó. Rồi anh Hun không có chiếm kênh gì cả, mà tại khi mà về Việt Nam ảnh có nói như vậy, ảnh nói là Quyên làm được kênh YouTube là tại vì mọi người thương bà nội, thương mẹ, mọi người ủng hộ bà nội, ủng hộ mẹ chồng mình á, ở bên nhà chồng Quyên á,
Cho nên là Quyên mới làm được cái YouTube đồ này này, này kia kia nọ. Thì khi mà anh Huân nói vậy á, thì Quyên thấy là mọi công sức mình đổ ra anh không có ghi nhận được á. Tại vì trước giờ khi mà Quyên làm kênh là Quyên luôn luôn là cố gắng nè. À, mình nấu ăn, nấu uống, mình chia sẻ cái này, chia sẻ cái kia, mình quay, mình edit, mình dựng, mình up, mình làm tất cả mọi thứ. Mà tự nhiên giờ anh Hân nói vậy. Rồi cái cuối cùng khi mà về Việt Nam thì mình làm luôn cái kênh quê tôi. Thứ nhất là xây dựng một cái kênh lưu lại cái hành trình mà Quyên khỏe lên nè. Quyên chống chọi lại với căn bệnh của mình nè. Quyên khỏe lên. Đó. Thứ hai á, là để cho anh Hôn thấy được rằng á, em có thể làm được nhiều hơn những cái gì mà anh suy nghĩ về em. Đó. Để cho anh có thể tin tưởng em nhiều hơn. Thì vậy thôi. Còn cả nhà, theo cả nhà thì Quyên có nên up video trên kênh Việt Hàn Couple không? Bỏ kênh thì không bỏ rồi đó. Tại vì cái đó là lưu lại rất là nhiều kỷ niệm. Từ đó giờ hơn ngàn video rồi. Từ những ngày đầu mình bắt đầu làm YouTube cho tới ngày hôm nay thì bỏ là không bỏ, nhưng mà ý của cả nhà là cho Huyên lời khuyên nha. Cũng rối lắm cả nhà ơi, thật sự cũng rối, nhưng mà mình Huyên thì sẽ cố gắng vượt qua. Tại vì không thể vì một cái chuyện này mà mình lại bệnh giống như đợt đó nữa, rất là khủng khiếp với Huyên luôn á. Rất là khủng khiếp nha. Phải ở bệnh viện liên tục ha, phải uống thuốc, phải ngủ, phải đủ thứ. Nó khủng khiếp lắm. Mình không muốn vậy nữa, mình không muốn vậy, mình không muốn mình bệnh giống vậy nữa. Thật sự không muốn. Cho nên á, những chuyện buồn bây giờ mình sẽ có một cái cách nhìn nhận nó khác đi. Bản thân Nguyên á, đối với một sự vật nào đó bây giờ khi mà mình trải qua được rồi á, mình cũng sẽ nhìn nhận nó bằng một cái cách tích cực hơn để mà bản thân mình ít chịu tổn thương nhất. Mình sẽ cố gắng. Quyên cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều, kể cả khi mà mình bệnh rối loạn lưỡng cực, khi mà Quyên bị ung thư tuyến giáp, khi mà những cái chuyện xảy ra, cả nhà luôn bên cạnh đồng hành, ủng hộ, động viên, bình luận. Hồi đợt đó là mọi người kêu mình về Việt Nam rất là nhiều luôn. Nhưng mà xin lỗi cả nhà là tại vì Quyên biết cái điều này quá trễ. Phần lớn là thời gian mình bệnh thì anh Huân bảo hồi nãy mình có nói đó, là chỉ có anh mới chăm sóc được mình, chỉ anh mới hiểu, chỉ anh và bác sĩ ở Hàn Quốc mới chữa được thôi cái căn bệnh này thôi. Thì chính vì vậy đó mà Quyên không có về Việt Nam sớm hơn. Nhưng mà nói gì nói chứ cả nhà cũng luôn đồng hành với Quyên, luôn ủng hộ, động viên, bình luận, làm cho mình trở thành Quyên giống như ngày hôm nay, có thể vượt qua được căn bệnh, có thể khỏe lên từng ngày. Thì không có gì hơn, Quyên chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn cô chú, anh chị. Cảm ơn các bạn. Rồi kể cả các em luôn. Quyên sẽ cố gắng hơn nữa. Đặc biệt là mình sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Từ khi mà về Việt Nam á, mình mới biết được là a, mình thích cái bộ đồ này, mình thích cái màu này, là mình sẽ đi mua cái màu này được nè. Rồi mình không có điện thoại, mình cần mua một cái điện thoại, mình lấy tiền ra mình mua cái điện thoại làm quà cho mình nè. Rồi mình mua cái này cho cha, mua cái này cho mẹ. Thì thấy nó rất là vui luôn. Tại vì thời gian ở bên Hàn á, thì Nguyên phải làm rất là nhiều và dành dụm để tiền sinh hoạt cao quá cả nhà. Cho nên là đôi khi là quên bản thân mình đi đó. Nhưng mà khi mà về Việt Nam á, mình bắt đầu mình yêu thương mình trước hết, mình yêu thương mình hơn, rồi mình yêu thương mọi người xung quanh mình nữa đó. Thì thấy mọi chuyện nó rất là tốt đẹp luôn, rất là vui. Bên cạnh đó thì mọi người luôn luôn là đồng hành. Rồi Nguyên làm cái gì Nguyên cũng sẽ chia sẻ cái vlog cho mọi người xem đó. Thì mọi điều tốt đẹp đang đến. Và Nguyên hy vọng là tương lai của mình cũng sẽ đỡ có buồn hơn. Rồi cả nhà, thì hôm nay một cái video tâm sự chắc cũng hơi dài, nói liên thiên nãy giờ.
Thôi tới đây thì Nguyên cũng xin kết thúc video nha. Nguyên chỉ chia sẻ với cả nhà những cái thắc mắc, những cái câu hỏi mà cả nhà đặt ra cho mình. Sau đây thì mình cũng sẽ up những cái vlog ăn uống thôi. Chúc cả nhà có những cái thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Đặc biệt là cảm ơn cả nhà luôn luôn bên cạnh Nguyên để giúp Nguyên khỏe lên, giúp Nguyên có cuộc sống đúng nghĩa. Rồi, bye bye cả nhà.